ghế cho bé Khỉ với Kaka ăn nhá. Nhá. Rồi con mang vào cho mẹ đi. Ừ. Rồi một tí nữa mẹ vào nhá. Quên cả ăn rồi. Ngồi đây trông nhá, mẹ mang cái này ra mẹ rất quá. Rồi mẹ mang vào cho em làm đó nhá. Này, em ăn dưới hết cho ăn giường rồi. Ca lại ôm em đi ca. Đây con cầm cho mẹ. Để yên đây, để hai một sữa đây. Để mẹ làm cái đệm cho em làm nhá. Nào, ra đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Từ từ đã cắt. Để em nghe. Ôm nha. Cà chồng lắm. Rồi, con đi vào đây, mẹ lấy sữa cho hai đứa quá. Có bị ướt mốt không này? Chưa, em không mốt được. Để em chắc là đến chiều mẹ phải đi mua cái bình sữa cho em mới được này. Chắc em không uống được cái hộp sữa này rồi. Đấy mẹ vừa mua cho em cái bình nha. Bình của mẹ mua cho em cái bình nhỏ nhỏ thôi, còn cái bình của Ca đang cầm bình to lắm. Mẹ mua bình nhỏ. Mẹ mua bình. Đây con uống sữa, mẹ lấy sữa cho con nhá. Nhá. Ừ, ngồi yên đó mẹ lấy sữa nhá. Con ngồi xuống con uống. Ừ. Mẹ dọn cái này.
đây mẹ bảo nhá, đây này con phải ôm ở bím em đây này, đây con ôm ở cổ đây là em không thở được đâu nhá, ca thương em lắm đó. Từ lúc em về đến giờ là cứ ôm em suốt rồi, chăm em lắm. Không biết là bố đặt tên cho em tên gì nữa nhỉ, bé nhỉ, con có muốn đặt em là đặt tên cho em là tên gì nhỉ? À, đồ uống sữa kìa. Bé mẹ đi mua bình cho. Em đã biết hút không? Chúc em cho mẹ nhá. Cho em ngồi sâu vào không ngã. Xem cái tay của em rồi. Em xem cái tay. Nhẹ 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 thôi nhé. Em nhẹ quá. Thương em nhá. Thương quá. Bây giờ thôi cho Kaka với em đi ngủ nhá. Càng chơi để đi vào đây không ngã này. Dù ngủ á, ở thế thì ca đi, ca vào đây em chưa ngủ này, ca vào đây. Bé ơi, ca từ lúc có em là không để ý gì đến con nữa rồi. Ca đi đây nào, thôi. Lại trèo xuống rồi, đi đây nào, em bé nào. Đi đây mẹ bé. Rơi này, cá này,
Nhìn. Ừ, con nhìn gì? Tí nữa chăm em rồi đấy, mẹ đi mua bình sữa cho em nhé. Nha. Con ở nhà với ca nhé. Nhìn nha nha. Ừ. Cái này hết rồi đấy, mẹ vứt đi. Nên nào. Đi đây. Ca là đây mẹ đi. Ca ngồi lên đây. Đi lên đây ngồi. Không không thể lên ngồi với mẹ nữa rồi. Đi đây. Xem ca xem cái gì đây, kệ em nha. Thôi bé đừng có nữa. Trời ơi, vướng hết cả nhà rồi. Tới đây nào, để mẹ đi quét cái nhà cho sạch nào.